và sự dày công luyện tập của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Ngày hôm nay, Giàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội. Sự kiện này sẽ đánh dấu một mốc mới trên hành trình mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam của SSO. After months of preparation, today we are proud to present to our guests here the very first concert of Sun Symphony Orchestra. This event marks the milestone in raising Vietnamese cultural scene and bringing classical music to a larger Vietnamese audience. Và đầu tiên, chúng tôi xin được giới thiệu các vị đại biểu khách quý có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Về phía khách mời, xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. And we would like to introduce our distinguished guest, Ms. Đặng Hoàng Oanh, Vice Minister, Ministry of Justice. Xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, kiêm đại diện Hội đồng Cố vấn Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời. Mr. Đỗ Hồng Quân, Chairman, Vietnam Musicians Association, member of the Board of Advisors to SSO. Về phía Hội đồng Sáng lập, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, đại diện Hội đồng Sáng lập. Ms. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Representative of the Board of Founders. Về phía Ban Giám đốc, xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Minh Trường, Tổng Giám đốc. Mr. Đặng Minh Trường, CEO. Ông Maxim Antosin, Giám đốc điều hành. Mr. Maxim Antosin, Executive Director. Ông Olivier Oceani, Giám đốc âm nhạc. Mr. Olivier Oceani, Music Director, Principal Conductor. Cùng toàn thể các vị khách quý, các thành viên của Hội đồng Cố vấn, các thành viên của Hội đồng Sáng lập, cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, một lần nữa xin cảm ơn và chào mừng quý vị đến với buổi hòa nhạc đầu tiên của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời. Welcome all of you to the first concert of Sun Symphony Orchestra. Kính thưa quý vị, kể từ năm 2007, khi Sun Group quyết định trở về và xây dựng sự nghiệp của mình trên đất mẹ, Sun Group đã luôn kiên định với mục tiêu kiến tạo nên những công trình, sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, chất lượng và khác biệt, góp phần phát triển du lịch, nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương nơi tập đoàn đầu tư. Bằng việc đồng hành với SSO, Sun Group mong muốn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam thông qua những buổi hòa nhạc mang đẳng cấp quốc tế. Ladies and gentlemen, since as far back as 2007, Sun Group has maintained a mission of providing only the highest quality of land development in support of high-end travel and entertainment destinations as part of corporate ethos to improve the lives of many Vietnamese people. Sun Group aims to elevate the artistic cultural profile of Vietnam through the sheer enjoyment of music. Và ngay sau đây, xin được kính mời ông Đặng Minh Trường, Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group sẽ lên sân khấu phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. And now we would like to invite Mr. Minh Trường Đặng, Vice Chairman, General Director of Sun Group, to come on stage and deliver a speech. Kính thưa bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, kính thưa đại diện Hội đồng Sáng lập, kính thưa Hội đồng Cố vấn, thưa các quý vị khán giả và thành viên của Dàn nhạc SSO. Ms. Đặng Hoàng Oanh, Vice Minister, Ministry of Justice. Mr. Đỗ Hồng Quân, Chairman, Vietnam Musicians Association, member of the board advisor to SSO, all the distinguished guests. Lời đầu tiên, thay mặt cho tập đoàn Sun Group, đơn vị bảo trợ của dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony Orchestra, tôi xin trân trọng chào đón quý vị đã đến với buổi biểu diễn ra mắt của dàn nhạc Sun Symphony Orchestra tại Việt Nam. Ladies and gentlemen, on behalf of Sun Group, sponsor of Sun Symphony Orchestra, I would like to welcome all of you to the debut concert of Sun Symphony Orchestra in Vietnam. Thưa quý vị, nhạc giao hưởng là một loại hình âm nhạc đỉnh cao, chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong nền nghệ thuật âm nhạc của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, ở Việt Nam, do những biến động lịch sử trong suốt nhiều năm, nhạc giao hưởng lại dường như bị lãng quên trên những sân khấu lớn. Ladies and gentlemen, classical music, being the most abstract of all the art forms,
plays a crucial role in the cultural heritage of many countries. However, in Vietnam, classical music does not have the recognition and appreciation it deserves. Với tình yêu đất nước, với khát vọng được chung tay góp sức gìn giữ và phát triển dòng nhạc hàn lâm của nước nhà, tạo môi trường thuận lợi cho các tài năng âm nhạc cổ điển của Việt Nam được tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc, chúng tôi đã chọn một cách làm khác biệt nhưng bền vững, đó là bảo trợ phi lợi nhuận trong thời gian dài hạn để cùng hội đồng điều hành cho ra đời và phát triển dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony Orchestra. As part of our corporate ethos, that is to do what's best for our country, we are determined to contribute to the development of classical music in Vietnam. Our goal is to create the best environment for artists and musicians where they can indulge their passion for classical music and fulfill their dreams. Placing a great emphasis on the sustainability of such ambition, we have decided to make a long-term commitment to sponsor Sun Symphony Orchestra on a non-profit basis. Và sau gần một năm thay nghén, các sáng lập viên của dàn nhạc đã chính thức ra mắt Sun Symphony Orchestra vào tháng 9 năm 2017. The birth of Sun Symphony Orchestra, dated the 20th of September 2017, was the proud result of constant effort of all the founders. Thưa quý vị, để Sun Symphony Orchestra có được buổi hòa nhạc đánh dấu sự khởi đầu của dàn nhạc, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, the debut concert of Sun Symphony Orchestra would not have been possible without the help and diligence of many agencies and individuals. We would like to thank Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Department of Performing Art, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Hanoi Department of Information and Communication, và các cơ quan ban ngành, Government agencies, Hội đồng điều hành dàn nhạc, Board of Directors of Sun Symphony Orchestra, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Board of Directors of Vietnam National Academy of Music, Ban giám đốc nhà hát lớn, Board of Directors of Hanoi Opera House, nghệ sĩ Bùi Công Duy và các cá nhân đơn vị đã tạo điều kiện hết sức và hỗ trợ giúp đỡ dàn nhạc về nhiều mặt. Violinist Bùi Công Duy and other individuals and organization for your wholehearted support. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhạc trưởng người Pháp Olivier Fabric Oshanin đã nỗ lực ngày đêm để Sun Symphony Orchestra được thành hình và đi đến một thành quả nhỏ bé đầu tiên là buổi biểu diễn ra mắt này. We would like to extend our gratitude to principal conductor Olivier Oshanin, who has worked day in day out for Sun Symphony Orchestra to take shape and be able to make its debut tonight. Và hơn hết, xin được cảm ơn các thành viên của dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony Orchestra, đặc biệt là các nhạc công nước ngoài, dù mới đặt chân tới Việt Nam còn chưa kịp quen với cuộc sống mới, văn hóa mới, nhưng đã nỗ lực tập luyện không kể ngày đêm để dàn nhạc có một khởi đầu suôn sẻ, bắt đầu từ buổi biểu diễn ngày hôm nay. And above all, we would like to thank the musicians and members of the orchestra, especially the foreigners. Even though they are still adjusting to the new environment in Hanoi, Vietnam, their professionalism is undisturbed. Together, they have worked so hard for Sun Symphony Orchestra to be ready for first ever public performance. Thưa quý vị, rất khó có thể nói trước điều gì về một dàn nhạc giao hưởng còn quá non trẻ như Sun Symphony Orchestra. Buổi biểu diễn ngày hôm nay với tựa đề khởi đầu mới chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhưng chúng tôi tin quý vị có mặt tại đây sẽ đồng tình rằng vạn sự khởi đầu nan, và với tâm sức, khát vọng và những nỗ lực không mệt mỏi cùng tình yêu với âm nhạc, với đất nước Việt Nam, của những thành viên dàn nhạc Sun Symphony Orchestra sẽ được đền đáp. Và chúng tôi cũng mong rằng quý vị bằng tấm lòng yêu nhạc cổ điển sẽ có những ý kiến đóng góp để Sun Symphony Orchestra ngày càng hoàn thiện hơn. Ladies and gentlemen, it is too early for any claim about what the future holds for Sun Symphony Orchestra, and this debut concert may not abstain from all the shortcomings. However, I believe we would agree that the love, passion, and focused effort that all members of Sun Symphony Orchestra have introduced to their work will surely pay, and we are looking forward to receiving your opinions on how things can be improved. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe những tâm sự, những khát khao của những nghệ sĩ tâm huyết với nhạc cổ điển được gửi gắm qua những tác phẩm âm nhạc kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới. And now, let us share the joy at tonight's concert. Not only will you listen to the best pieces of classical music, but you will also feel the overwhelming love
that all members of Sun Symphony Orchestra have for what they're doing. Chúng tôi hy vọng với tất cả lòng nhiệt thành và tâm huyết của Sun Group, với khát vọng của sự tận tụy của các nghệ sĩ Sun Symphony Orchestra, chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình của tất cả các quý vị. I hope for all the good work Sun Group and Sun Symphony Orchestra will keep receiving your love and support. Sau cùng, tôi xin chúc buổi diễn thành công tốt đẹp. Chúc Symphony Sun Symphony Orchestra sẽ tiếp tục cống hiến những buổi biểu diễn ngày một chất lượng hơn tới công chúng yêu nhạc. Xin trân trọng cảm ơn. And lastly, I wish tonight's performance will be a great success and Sun Symphony Orchestra will continue to give better and better concerts to Vietnamese audience. Thank you. Xin được cảm ơn bài phát biểu của ông Đặng Minh Trường. Và ngay sau đây, xin mời ông Olivier Osani, giám đốc âm nhạc, chỉ huy chính của dàn nhạc SSO sẽ lên điều hành chương trình. Thank you, Mr. Minh Trường Đặng. And now we would like to invite Mr. Olivier Osani to come on stage and conduct tonight's concert.